Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Hai, ngày 7 tháng 3 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở điểm hiện tại trong phiên giao dịch trưa nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng rất mạnh, tăng gần 24 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 1,21%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 1.994 đô la Mỹ trên một ounce, với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay mức thấp nhất là 1.969,97 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.995,18 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này cũng quay đầu tăng khá mạnh, tăng 0,605 điểm và với tỷ lệ tăng là 0,61%. Thời điểm này thì đang giao dịch ở mức 99,114 điểm. Còn với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,19%. Thời điểm này đang giao dịch ở mức 38.511,73 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 3,05%. Thời điểm này chỉ còn giao dịch ở mức 1,683% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng thì giá dầu thô quay đầu tăng rất mạnh quý vị và các bạn nhé. Thời điểm này tăng mạnh hơn 9 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ tăng là 8,02%. Giao dịch ở mức 124,160 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng ngày 7 tháng 3 tiếp tục tăng mạnh sau khi có phiên giao dịch phi mã vào cuối tuần trước, chủ yếu do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư gia tăng, thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh vào các tài sản đảm bảo, an toàn, trong đó có kim loại quý. Mỹ và các nước đồng minh phương Tây vẫn đang áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới nhắm vào các hoạt động kinh tế của Nga, bất chấp nhiều cảnh báo về việc các lệnh trừng phạt này có thể gây tổn thương đến kinh tế toàn cầu. Thậm chí, trong diễn biến mới nhất, vùng cấm vốn được xem là rất nhạy cảm đối với các nền kinh tế châu Âu là lĩnh vực năng lượng cũng đang được các nước EU xem xét, áp dụng các biện pháp trừng phạt. Tình hình xung đột của Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các vòng đàm phán vẫn đang trong bế tắc khiến áp lực rủi ro đối với các hoạt động kinh tế ngày một lớn. Giá cả nhiều loại hàng hóa leo thang, trong đó phải kể đến lúa mì tăng khoảng 40% trong tuần trước. Dầu tăng 20%, diễn biến này nếu không sớm được giải quyết có thể đẩy lạm phát tăng cao và khiến đà phục hồi, tăng trưởng kinh tế chậm lại. Tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine vì thế được nhiều chuyên gia, nhà phân tích nhận định có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước được. Và thực tế, nhiều nền kinh tế lớn ở châu Âu, Mỹ và cả Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu chững lại với những khó khăn, thách thức chưa từng thấy trong lịch sử. Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, đồng USD mạnh hơn, đứng ở mức cao nhất 2 năm, cũng tạo áp lực kiềm chế đà tăng của kim loại quý. Phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Cụ thể ở đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở điểm hiện tại trong phiên giao dịch trưa nay để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Ở thời điểm này, giá vàng SJC trong nước tiếp tục tăng rất mạnh quý vị và các bạn nhé. Và đã chính thức vượt qua mức 70 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.930.000, bán ra 7.050.000, tăng 1.100.000 ở chiều mua vào, 1.300.000 tại chiều bán ra, hay là tăng 110.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 130.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.930.000, bán ra 7.052.000, tăng 110.000 ở chiều mua vào, 130.000 ở chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.930.000, bán ra 7.052.000, tăng 110.000 ở chiều mua vào, 130.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.750.000, bán ra 6.950.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 6.750.000, bán ra 6.950.000, giảm 55.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.800.000, bán ra 6.950.000. Doji Hà Nội mua vào 6.775.000, bán ra 6.930.000. Hai hệ thống này thì hiện tại chưa có điều chỉnh về giá. Phú Quý SJC mua vào 6.860.000, bán ra 6.980.000, tăng 60.000 ở chiều mua vào, tăng 50.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.801.000, bán ra 6.929.000, cũng chưa có điều chỉnh về giá ở chiều mua vào và bán ra. Mỹ Hồng SJC mua vào 6.890.000, bán ra 7 triệu, tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 70.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng.
ngân hàng Exim Bank mua vào 6.920.000, bán ra 7 triệu. Tăng 200.000 ở chiều mua vào, tăng 230.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.780.000, bán ra 6.860.000, tăng 50.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. Ngân hàng Tây Bank Gold mua vào 6.860.000, bán ra 6.960.000, tăng 85.000 ở chiều mua vào, tăng 30.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.890.000, bán ra 7.012.000, tăng 195.000 ở chiều mua vào, tăng 240.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Ở thời điểm hiện tại thì giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác tăng mạnh, tăng 1.100.000 ở chiều mua vào, tăng 1.300.000 ở chiều bán ra và cũng đã vượt qua ngưỡng 70 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.930.000, bán ra 7.052.000. SJC Cà Mau mua vào 6.930.000, bán ra 7.052.000. SJC Huế mua vào 6.927.000, bán ra 7.053.000. SJC Bình Phước mua vào 6.928.000, bán ra 7.052.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.930.000, bán ra 7.050.000. SJC Miền Tây mua vào 6.930.000, bán ra 7.050.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.930.000, bán ra 7.050.000. STC Long Xuyên mua vào 6.932.000, bán ra 7.055.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.930.000, bán ra 7.052.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.928.000, bán ra 7.052.000. STC Phan Rang mua vào 6.928.000, bán ra 7.052.000. STC Hạ Long mua vào 6.928.000, bán ra 7.052.000. STC Quảng Nam mua vào 6.928.000, bán ra 7.052.000. Cuối cùng là giá nhẫn bố số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm hiện tại thì giá nhẫn bố số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng quay đầu tăng khá mạnh, biên độ tăng từ 167.000 cho đến 400.000 đồng trên mỗi lượng. Hay là tăng trong khoảng 16.700 cho đến 40.000 đồng trên một chỉ. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn bố số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.595.000, bán ra 5.685.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 4 số 9 mua vào 5.565.000, bán ra 5.655.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 24K mua vào 5.489.000, bán ra 5.599.000, tăng 39.600 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 4.056.700.000, bán ra 4.256.700.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.112.200.000, bán ra 3.312.200.000, tăng 23.300 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2.173.400.000, bán ra 2.373.400.000, tăng 16.700 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng nhớ tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.